Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2019. Vậy là chúng ta cũng còn khoảng tầm 2 tuần nữa là sẽ đến Tết, và coi như là chúng ta cũng còn 2 tuần giao dịch nữa. Thế thì trong buổi thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê không có làm bản điểm tin, bởi vì là thị trường của chúng ta do nghỉ Tết dương lịch nên là thị trường của chúng ta chỉ giao dịch có 3 hôm. Và hơn nữa thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng cũng có một tí công việc đi thị trường của chúng ta cũng không có quá nhiều thứ để chúng ta có thể khai thác và theo dõi, vì vậy nên đã cùng anh em bạn bè lên rừng câu cá, bắn chim. Và đến tối ngày hôm qua, lúc đó khoảng tầm 22 giờ, tức khoảng tầm 11 giờ thì Hùng Lê mới quay trở về Hà Nội. Và sau đó thì Hùng Lê đã có một vài các cái ý chat lên ở trên trên nhóm Chiến binh Samurai 01, để cho tất cả các anh chị em của chúng ta có thể là nhận 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 định qua cái xu thế chung của thị trường, và khuyến nghị một số các cái mã cổ phiếu để giúp các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay, tức là sáng ngày thứ sáu, ngày 11 tháng 1, để có thể cơ cấu và cũng có thể là để có thể mua. Thì mọi người có hỏi là cái xu thế thị trường thì có vượt qua được 9.900 điểm hay không, thì Hùng Lê cũng đã tại vì tối ngày hôm qua thì Hùng Lê cũng khá là nhanh thôi, thì Hùng Lê cũng đã list lại một số các cái mã cổ phiếu. Thì Hùng Lê cũng có khẳng định là một số các cái nhóm ngành, và đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng, dầu khí và một số các cái trụ thì sẽ giúp thị trường lách qua ngưỡng 900 điểm. Thế cái việc 900 điểm hay là bao nhiêu điểm thì điều đó nó cũng không quá quan trọng đối với quý anh chị nhà đầu tư. Bởi vì hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp giảm rất là mạnh. Và gần như là nếu như tất cả những anh chị mà chúng ta nắm giữ những mã cổ phiếu ở trước khi nhịp giảm này, thì gần như đến thời điểm hiện tại thì nếu những anh chị nào mà nắm những cái mã cổ phiếu tốt thì có thể còn có lời, còn những mã cổ phiếu mà không tốt thì đương nhiên là sẽ chịu một cái mức lỗ rồi, chắc chắn là như thế. Bởi vì nhìn chung cơ bản, trên cái nền tảng cơ bản hiện tại thì gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều 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 giảm. Ví dụ như là cổ phiếu VRE chẳng hạn, VRE là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê rất là ưa thích. Khi VRE về đến vùng giá khi VRE về đến vùng giá 20 28, vùng giá 28 thì Hùng Lê thường khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể mua ở vùng giá 28, và xong đến vùng giá khoảng 3 31 32 33, khoảng tầm vùng 33 33 34 thì vùng đó thì chúng ta ra hàng. Nhưng mà rõ ràng một điều là trong cái nhịp vừa qua thì rất nhiều các anh chị em của chúng ta đã mua được vùng giá 28, tuy nhiên là chỉ ra được một phần ở vùng giá 33, 32, còn lại là tiếp tục ôm lại thì cổ phiếu lại về lại đúng cái vùng nền, tức là về lại đúng vùng nền 28. Thì đó là cái câu chuyện đầu tư. Thì trong cái câu chuyện đầu tư thì rõ ràng một điều là chúng ta có rất nhiều cái sự kỳ vọng khác nhau, rất nhiều cái sự kỳ vọng khác nhau, dẫn đến là những cái kết quả đầu tư cũng có thể là sẽ là khác nhau. Thì trong cái buổi điểm tin ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy là trong tuần vừa qua thì cái cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc được đánh giá là khá là tích cực. Và chính vì như thế dẫn đến là thị trường chứng khoán cũng đã có những cái bước có những cái nhịp tăng. Cụ thể như là anh chị cũng có thể thấy là chỉ số Dow Jones 30 của chứng khoán Mỹ cũng đã có một nhịp hồi phục rất là mạnh mẽ. Cùng với đó là chứng khoán châu Á cũng có những cái nhịp hồi phục, và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm loại trừ không nằm ở trong không không ngoại trừ cái việc là cũng đồng hành cùng với lại thị trường chung. Và cái buổi điểm tin ngày hôm nay thì như thường lệ thì chúng ta sẽ phân tích cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua, nhận định xu thế thị trường tuần tới, và phân tích một số các cái mã cổ phiếu, một cái mã cổ phiếu đã khuyến nghị trên room Zalo Chiến binh Samurai 01. Thì rõ ràng một điều là các cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì nó sẽ nằm vào thứ sáu, vào tối thứ sáu, tức là sau khi kết tuần giao dịch. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là các mã cổ phiếu thì nó vận động liên tục, các mã cổ phiếu vận động liên tục, và các cái điểm mua của các mã cổ phiếu thì không phải nó nằm ở mỗi thứ sáu, có thể nó nằm ở thứ hai hoặc thứ ba hoặc là một cái ngày nào đó ở trong tuần.
Vì vậy nên là các anh chị nếu mà chúng ta muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất về các cái mã cổ phiếu thì các anh chị có thể tham gia nhóm ở trên Zalo, số điện thoại để có thể add Zalo của Hùng Lê đấy là 0968279555. Thì các anh chị cũng có thể add ở trên đó, hoặc là nếu mà các anh chị có những cái thắc mắc thì các anh chị có thể comment lên trên kênh, ở trên kênh YouTube đấy là chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi có 599, và trên kênh Zalo thì cũng trên kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì những cái bản điểm tin hàng tuần thì được Hùng Lê up lên ở trên kênh YouTube cũng như trên tường của fanpage Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 599. Thì trên những cái bản tin hàng tuần này thì các anh chị nếu chúng ta có thắc mắc phân tích những cái mã cổ phiếu thì các anh chị có thể comment comment ở đằng dưới tường. Và trước khi mà chúng ta đi vào phân tích chi tiết thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng Lê sẽ có một cái ý để chúng ta cùng cùng nhìn lại thôi. Cái ý này thì để chúng ta cùng nhìn lại lịch sử một tí. Thì rõ ràng một điều là các anh chị cũng thể thấy rằng là từ năm 2010 đến 2018, 2018 thì trong 8 năm đó thì đã có 7 7 năm 7 năm thì thị trường chứng khoán của Việt Nam tăng giá ở trong quý 1. Tức là khi chạm đến quý 1 thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá. Và trong cái tháng 1 thì cũng có 7 lần, 7 trên 8 lần là thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá. Thì chúng ta có thể nhìn lại đây là biểu đồ VN Index thì Hùng sẽ list lại từ năm 2010 để chúng ta nhìn lại lịch sử một tí. Thì tại sao chúng ta lại nhìn lại lịch sử? Bởi vì thường thì thị trường chứng khoán thì lịch sử, người ta bảo là lịch sử thì luôn luôn lặp lại, luôn luôn lặp lại. Nhưng mà rõ ràng một điều là nó cũng trong trong 8 năm vừa qua thì nó luôn lặp lại. Còn đến năm 2019 thì sao? Đó, thì một cái góc cạnh để chúng ta nhìn thôi, chứ còn không có nghĩa là trong 8 năm đó thì thị trường của chúng ta đều tăng trưởng ở trong quý 1. Thì năm 2019 thị trường của chúng ta cũng cũng tăng trưởng ở trong quý 1 thì điều đó nó sẽ rất là khó. Thì các anh chị có thể thấy ở đây là năm 2010 đây, thì bắt đầu chạm vào tháng 1 của năm 2010 thì thị trường của chúng ta đã cũng đã có một cái mức tăng trưởng khá là tốt đến tận tháng 4, thậm chí đến tận tháng 5. Đấy, có những cái nhịp tăng trưởng rất là tốt. Sau đó thì đến năm 2011 đúng không ạ? Thì bắt đầu chạm đến 2011 thì thị trường của chúng ta cũng đã tăng trưởng đến tháng 3 đúng không ạ? Tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đây tháng 4, tháng 5 đúng rồi. Đó, và chúng ta sẽ kéo về tiếp ở đằng trước này để chúng ta tiếp tục đấy chạm 2012. Tức là tháng 1 của năm 2012 thì đặc biệt của năm 2012 thì trong quý 1 thị trường chứng khoán tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi về năm 2013. Đây thì quý 1 của năm 2013 cũng là thị trường tăng rất là mạnh mẽ luôn, mạnh mẽ rất là mạnh mẽ. Và đến năm 2014 thì sao? Đây. Quý 1 cũng là tháng 1 của năm 2014 thì thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta cũng đã có một cái nhịp tăng khá là mạnh, khá là tốt. Đến năm 2015 thì sao ạ? Đúng, năm 2015 thì trong tháng 1 và cũng trong quý 1 thì thị trường chứng khoán của chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất là tốt của năm 2015. Đến quý 1 năm 2016, đến quý 1 năm 2016 thì đây là cái quý mà quý 1 thì giảm đến, tức là tháng 1 thì giảm và sau đó thì vẫn là trong quý, thì sau đó thì nhịp giảm này thì trong quý 1 thì thị trường chứng khoán vẫn có một cái nhịp tăng. Nhưng trong tháng 1 thì đối với năm 2010 2016 thì thị trường rơi khá là mạnh của năm 2016. Bước sang năm 2017 thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy đây thì tháng 1 cũng như quý 1 của 2017 thì thị trường đã có một nhịp tăng khá là mạnh và khá là tốt. Và đến năm 2018 thì đây chúng ta cũng có thể thấy đây là cái mốc xuất phát điểm của năm đầu năm 2018. Thì trong tháng 1 và trong quý 1 của 2018 thì thị trường chứng khoán đã tăng rất là mạnh. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang bước vào đây. Đây là chúng ta đang bước vào
đầu tiên của tháng 1 năm 2019 thì thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ vận động như thế nào và sẽ phản hồi như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng. Thứ nhất là chúng ta cùng kỳ vọng một cái lịch sử là trong quý 1 và trong tháng 1 của đầu năm mới thì thường là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ có những cái dấu ấn rất là khởi sắc. Thì cái nhịp hồi phục này nó sẽ đi đến đâu và nó sẽ hồi phục đến đâu thì trong các cái tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ căn cứ vào nội tại của thị trường để chúng ta phân tích. Nhưng ít nhất là với cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhịp hồi của thị trường đã bắt đầu xuất hiện. Và trước khi mà cái nhịp hồi này bắt đầu thì rõ ràng là tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta rất là hoang mang. Tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta rất là chán nản và thậm chí là cùng cực, và mọi người cảm thấy cực kỳ bi quan với thị trường và cảm thấy thị trường nó không 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 còn những cái dấu ấn nữa. Thị trường không còn phải thị trường chứng khoán của chúng ta không còn một cái điểm tựa để cho các nhà đầu tư của chúng ta tiếp tục đầu tư. Và ông Lễ biết rằng là rất nhiều những nhà đầu tư đã bán và cắt lỗ và rút tiền về. Thì trước đó thì các anh chị có thể xem lại bản tin. Đây là cái bản tin số 40. Bản tin số 40 thì tại sao Hùng Lễ lại đặt cái tựa đề video là nhà đầu tư thì đi phân tích cổ phiếu, còn nhà cái thì đi phân tích tâm lý nhà đầu tư. Rõ ràng một điều là trong cái giai đoạn hiện tại thì thị trường của chúng ta có thể thấy rằng thanh khoản của thị trường đang ở một cái mức khá là thấp, khá là cạn kiệt. Thì những cái dòng tiền này chỉ là những cái dòng tiền đầu tư nhỏ lẻ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tự giao dịch với nhau. Còn những cái dòng tiền lớn, Hùng Lê thấy chưa có những cái dòng tiền lớn xuất hiện. Và nhà cái hay nhà tạo lập thì nó là một cái khái niệm ở trên đầu tư ở trên thị trường. Tức là những cái đơn vị, những cái người mà người ta có cái lượng tiền rất là lớn. Vậy thì những cái người ta có một cái lượng tiền rất là lớn thì người ta thường có một cái kênh nào đó, một cái kênh ngầm nào đó, người ta có những cái móc xích, nó có những cái móc nối với nhau. Và người ta, cái đội nhóm, đội lái này thì người ta không có đi phân tích kỹ thuật mà người ta chỉ chuyên đi phân tích tâm lý của nhà đầu tư. Và khi nào nhà đầu tư là hưng phấn nhất đó, thì lúc đó người ta sẽ ra hết hàng người ta. Và lúc nào nhà đầu tư chán nản nhất, bi quan nhất, buồn bực nhất, cùng cực nhất thì lúc đó người ta sẽ tung những cái dòng tiền lớn của người ta vào để kéo thị trường lên. Thì các anh chị cũng có thể thấy được cái biểu đồ tâm lý của nhà đầu tư rất là thông dụng ở trên mạng, đúng không ạ? Giai đoạn nào thì cảm thấy bi quan cùng cực và giai đoạn nào thì chúng ta thấy hưng phấn đó. Thì cái cách thức của nhà cái là người ta sẽ đánh vào những cái điểm mà khi mà những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta cảm thấy là vô vọng trên thị trường, cảm thấy là hụt hẫng trên thị trường, thì khi đó thì nhà cái người ta sẽ bắt đầu lái dần và tung dần cái dòng tiền của mình vào để cuốn lại. Và người ta sẽ có những cái cách để người ta gom những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt và những cái mã cổ phiếu trụ của thị trường ở những cái vùng giá thấp, và sau đó người ta sẽ mồi dần để đẩy thị trường và nâng thị trường lên. Thì đấy là cái cách thức mà nhà cái người ta sẽ làm. Tuy nhiên là Hùng Lê cũng chưa dám chắc được tại thời điểm này thì nhà cái đã bắt đầu xuống tiền hay chưa. Bởi vì là khi mà nhà tạo lập của thị trường mà muốn đẩy thị trường lên thì người ta cần phải có rất nhiều các cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên đấy là tâm lý nhà đầu tư cá nhân chán nản, đấy là chắc chắn. Và người ta cần thêm những cái thông tin về vĩ mô. Đó, những cái thông tin tốt của thế giới, những cái thông tin tốt của trong nước thì cộng hưởng lại tất cả những cái thông tin tốt đó lại. Thì người ta mới dựa vào những cái đó để người ta mới tung cái dòng tiền lớn, người ta cộng với những cái thông tin tốt đó để cuốn lại dòng tiền vào thị trường. Thì hiện tại thì Hùng Lê thấy cái yếu tố thứ nhất, đấy là cái yếu tố về tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì ok, hiện tại thì Hùng thấy là gần như tất cả mọi người đang là chán nản, và thậm chí là các anh chị thu gói cuốn gói để chúng ta nghỉ Tết hoặc để chúng ta làm một cái việc gì đó. Thì đấy là một cái thực tế của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua. Còn cái yếu tố thứ hai đấy là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì những cái yếu tố về vĩ mô thì hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa có dám chắc được rằng là cái việc mà đạt được những cái thỏa thuận Mỹ Trung thì có thể tạo một cái bước đà để giúp cho nhà cái sẽ tung những cái dòng tiền lớn vào để hút thị trường hay không, thì chúng ta cũng sẽ phải cần chờ thêm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị
các anh chị của chúng ta ở trên room. Khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên room đấy là những cái mã cổ phiếu mà có thể chúng ta cơ cấu để ít nhất là chúng ta đánh đủ thế cộng, khẳng định với các anh chị là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mua trong phiên ngày thứ sáu ngày hôm nay thì chúng ta đủ để đánh thế cộng, và một cái nhịp dài hơi hơn hay không thì chúng ta sẽ chờ cái xu thế tiếp theo của thị trường. Để mà chúng ta đi phân tích tổng quan thị trường thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu, các cái dòng dẫn chính của thị trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cổ phiếu VIX. Đối với VIX thì một điều rất là may đấy là VIX hiện tại thì vẫn đang là một cái trụ neo của thị trường, khi mà VIX đang có những cái dòng vận động đi ngang quanh vùng giá 100, tức là VIX vẫn chưa bị bung cái vùng giá 100, thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt. Và chúng ta cũng kỳ vọng là sang tuần thì có thể VIX sẽ về lại sau những cái tuần tích lũy ở quanh vùng giá 100 này. Thì hôm nay trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cái dòng tiền đã bắt đầu kích hoạt trở lại vào cổ phiếu VIX. Thì chúng ta cùng kỳ vọng là VIX tuần tới sẽ là có một cái nhịp hồi phục từ 100 lên một vùng 110. Thì khả năng là vẫn VIX thì vẫn lình xình ở quanh cái vùng này để giữ và neo nhịp cho thị trường. VHM. Đối với Vinhome thì ngày hôm nay thì Vinhome đã có một cái tín hiệu mua khi mà Vinhome đã chạm về vùng hỗ trợ khá là tốt ở vùng giá 75. Thì Vinhome đã có tín hiệu mua của ngày hôm nay. Tuy nhiên là đối với Vinhome thì khi ở vùng giá 76, hôm nó đóng cửa vùng giá 76.6 thì Vinhome sẽ lại chạm về lại cái vùng kháng cự, đấy là cái vùng 83. Thì khả năng là Vinhome sẽ có một cái nhịp tăng trong ngắn hạn về lại cái vùng đỉnh cũ. Và cái sự tăng giá của Vinhome trong tuần tới thì nó cũng sẽ tạo những cái động lực để giúp cho thị trường ổn định, để giúp cho thị trường có những cái bước tăng trong tuần tới. VRE. Đối với VRE thì các anh chị xem những cái bản tin của Hùng Lê thì các anh chị có thể thấy rằng cái cổ phiếu này thì Hùng Lê rất là yêu thích, và gần như tất cả những cái bản tin nào thì Hùng Lê cũng có đề cập đến cái mã cổ phiếu này. Thì đối với VRE thì Hùng Lê có khuyến nghị với tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đấy là vùng giá 28. Mỗi lần khi VRE chạm vào vùng giá 28 thì chúng ta có thể mua VRE. Và sau đó thì VRE chạm về vùng giá 32, 32.5 đến vùng giá 33 thì chúng ta có thể ra hàng, thậm chí là đấy là những cái đánh lướt sóng. Còn đối với quan điểm của Hùng Lê thì VRE đang có những cái nhịp tích lũy, và đối với cổ phiếu VRE thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để đầu tư ở một cách dài hạn, trung và dài hạn. Có nghĩa là cứ về đến vùng giá 28, thậm chí thấp hơn, về đến vùng giá 25, 26 thì chúng ta sẽ mua tích lũy ở những cái nền giá như thế, và chúng ta sẽ giữ VRE ở một cái góc độ là chúng ta đầu tư cho trung và dài hạn. Bởi vì đối với VRE thì các anh chị cũng có thể xem những cái thông tin cơ bản của VRE và những cái thế mạnh của VRE. Đấy là VRE đấy là một cái đơn vị quản lý các cái trung tâm thương mại, mà các cái trung tâm thương mại đó thì lại gần như là nó nằm ở trong những cái khối dự án bất động sản của tập đoàn VIX. Vì vậy nên là những cái dự án mà các anh chị biết, những cái dự án của tập đoàn bất động sản VIX thì nó đã có một cái thương hiệu và nó có một cái tầm cỡ, nó mang một cái tầm cỡ lớn rồi, thì cái tốc độ phát triển các cái trung tâm thương mại cũng như là tốc độ phát triển, cái tiềm năng phát triển của VRE thì cực kỳ tốt, nên là đối với cổ phiếu VRE là một cổ phiếu rất là yêu thích của Hùng Lê. Chúng ta cùng qua một số các cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí. Đầu tiên chúng ta sẽ đến GAT. Đối với GAT thì cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích rất nhiều cho các anh chị ở trong những cái bản điểm tin của tuần trước đó. Thì GAT sau khi đã điều chỉnh và chạm về vùng hỗ trợ của GAT, đấy là khoảng vùng giá 83.5. Đây, vùng 83.5 thì GAT đã chạm về cái vùng hỗ trợ, kênh hỗ trợ dưới, và cũng là chạm về vùng Fibo 78.6. Đấy là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của GAT. Thì GAT đã có những cái tín hiệu bật lên. Thì đây là phiên ngày 8 tháng 1 thì GAT đã có một cái tín hiệu báo mua đối với GAT. Và hiện tại thì đối với GAT thì nếu anh chị mà chúng ta tham gia thì cũng hơi muộn một tí, đối với GAT hơi muộn một tí. Tuy nhiên Hùng Lê đánh giá rằng đối với GAT trong ngắn hạn thì vùng giá 90.
90 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của GAT, và nếu sang tuần tới GAT đánh bật vùng giá 90 và tăng giá lên khoảng vùng giá 91.5 đến vùng giá 92 thì như thế là GAT đã bắt đầu một cái xu thế tăng giá, và GAT bắt đầu một xu thế tăng giá. Và các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê là trong đây trên cái trên Zalo thì trong một cái này thì Hùng Lê cũng có để một cái phương pháp giao dịch và quản trị rủi ro, phân các cái điểm mua 1, điểm mua 2, điểm mua 3. Thì tại sao chúng ta lại phải phân điểm mua, thì nhân tiện đây thì Hùng Lê cũng nói luôn. Chúng ta phân điểm mua thì để thứ nhất là chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro. Ví dụ như là chúng ta sẽ theo dõi cái mã cổ phiếu GAT và chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ mua khoảng tầm 1.000 mã cổ phiếu GAT. Thì trong phiên ngày mùng 8 tháng 1, tức là cái phiên mà GAT đã có những cái tín hiệu tốt khi mà GAT bật qua khỏi một cái hộp đa vát nhỏ ở đây, khi mà GAT đã chạm đây, các anh chị cũng có thể thấy đó. Thì chúng ta sẽ mở điểm mua 1 ở đây, thì chúng ta sẽ mua 300 cổ phiếu GAT và chúng ta sẽ chờ, đúng không ạ? Từ ngày mùng 8 tháng 1 thì đấy là T0 và chúng ta sẽ chờ cổ phiếu GAT về đến tài khoản của chúng ta. Khi cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta, nếu cổ phiếu này tiếp tục tăng giá, chúng ta tiếp tục giữ và chúng ta sẽ canh các cái điểm mua 2. Thì ví dụ như chúng ta đã mua GAT ở trong phiên ngày mùng 8 tháng 1 thì chúng ta sẽ chờ lúc GAT tuần tới GAT sẽ nhảy lên khoảng vùng giá 92. GAT sẽ nhảy lên vùng giá 92 và volume đạt cái khối lượng chúng ta đạt mua, ví dụ như là volume phải đạt trên khoảng tầm 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu của phiên ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba nào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ mua tiếp 300. Và ví dụ như thế, và lúc đó thì là đấy là điểm mua 2 và cái điểm mua 3 là điểm mua hết, thì khi đó là chúng ta sẽ như thế. Thì rõ ràng một điều là cái quản trị rủi ro của chúng ta khá là tốt. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mua 300 cổ phiếu GAT ở đây, nếu khi cổ phiếu về đến tài khoản lỡ may nó không đúng theo những kỳ vọng của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sẵn sàng cắt lỗ. Là lúc đó chúng ta chỉ cắt có 300 cổ phiếu GAT ở vùng giá, ví dụ như là đây ở vùng giá Hùng cho là 87 đi. Thay vì việc của chúng ta sẽ cắt lỗ 1.000 cổ phiếu GAT ở vùng giá 87 thì đấy là nó hoàn toàn khác nhau. Thì đấy là cái cách mà phân các cái điểm mua nhỏ, các cách quản trị rủi ro thì Hùng Lê cũng đã nói ở trên Zoom, trên trên cái ghi chú của Zoom Zalo, thì các anh chị cũng có thể xem lại. Đối với PLX thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu khá là yêu thích của Hùng Lê. Đối với PLX thì ở vùng giá 556, đúng không ạ? Ở vùng giá 56 thì Hùng đây, ở cái vùng giá 56 là ở đây. Ở cái điểm khoảng vùng giá 56 thì Hùng Lê đã căn ở cái vùng này, là vùng đáy hỗ trợ của PLX, nhưng mà sau đó PLX đã có một cây nến rơi thẳng rất là dài. Thì cái cây rơi nến thẳng dài này hôm đó Hùng còn Lê có quan sát, đấy là trong một cái lệnh ATC đã bị một khối lượng rất lớn của khối ngoại bán ra, dẫn đến là PLX đã thủng về vùng giá 53.5, Hùng cho là vùng giá 54. Thì đối với vùng giá 54 vẫn là một vùng giá hỗ trợ khá là tốt của PLX. Thì hiện tại PLX đang tạo nền. PLX đang tạo nền ở vùng giá 54 đến vùng giá 55. Thì đối với PLX chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Và những anh chị nào mà chúng ta đang còn có thể là nâng cái tỷ trọng của PLX thì chúng ta có thể mở mua PLX ở vùng giá 54 đến vùng giá 55. Thì đối với mã cổ phiếu PLX thì hoàn toàn là khá là ok đối với PLX. Đối với BSR thì ngày hôm nay BSR Hùng đã chat ở trên room, thì BSR ngày hôm nay đã có tín hiệu mua. BSR ngày hôm nay đã có tín hiệu mua. Tuy nhiên là khối lượng của ngày hôm nay thì nó không được đạt lắm. Khối lượng ngày hôm nay thì không được đạt lắm về khối lượng, còn về tín hiệu giá và một số các cái chỉ báo kỹ thuật, ví dụ đường MACD, đường RSI, đường MACD và xung lực dòng tiền của BSR thì đang khá là tốt. Thì đối với BSR hôm nay Hùng đã khuyến nghị các anh chị có thể mở mua BSR ở trên Zoom. Điểm mua 1 đối với cổ phiếu BSR. OI. Đối với OI thì trong một số các bản tin phân tích trước trước cái ngày hôm hôm mà đây thì Hùng có đặt kỳ vọng OI ở vùng giá 15.1 đến vùng 15, thì sau đó thì OI đã có một cái nhịp giảm. Thì đối với OI thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể là những cái nhịp giảm này, các anh chị để ý nhé, những cái nhịp giảm này khối lượng của OI gần như không có, và với một cái nhịp giảm mà giờ gần như khối lượng không có như này thì chắc chắn cổ phiếu OI sẽ được đánh lên,
Các anh chị cứ yên tâm là oil được đánh lên và đối với hiện tại trong ngắn hạn thì vùng giá 14.5 là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của oil, thì chắc chắn là sang tuần tới với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta sẽ chờ thêm một phiên mà oil sẽ có khối lượng giao dịch khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu và giá của oil sẽ đẩy lại về vùng giá 15. Sẽ đẩy về vùng giá 15 thì như thế là cái xu thế tiếp theo của oil sẽ được tiếp tục xác lập. PVB, đối với PVB thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà khi mà có PVB chạy thì nó có những cái nước chạy cũng khá là tốt. Hiện tại thì dòng tiền cũng đã được kích hoạt lại PVB ở trong hai phiên gần gần đây. Và cái phiên mà PVB có tín hiệu mua đấy là tại vùng giá 16, khoảng vùng giá 16. Bây giờ PVB đóng cửa ở vùng giá 16.9. Thì đối với PVB sang tuần chúng ta hoàn toàn có thể chờ khi PVB vượt vùng giá 17, và khối lượng của PVB đạt khoảng tầm 500.000 cổ phiếu trên một phiên thì chúng ta cũng có thể tham gia đối với cổ phiếu này, đối với PVB. PVS. Đối với PVS thì trong một cái nhịp điều chỉnh của PVS thì PVS vẫn đang nằm ở trên vùng hỗ trợ của PVS, đấy là vùng giá 17.3. Tuy nhiên là những cái tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng sẽ phải cần chờ cho PVS sẽ vượt lại vùng hỗ trợ là vùng 18.2. Cần PVS vượt lại vùng hỗ trợ 18.2 và volume của tuần sẽ phải đạt được khoảng tầm từ 30 triệu cổ phiếu trên một tuần, thì khi đó thì xu thế tăng giá tiếp theo của PVS sẽ được xác lập. Tuy nhiên chúng ta không thấy rằng PVS sẽ có một cái ngưỡng cản của PVS trong cái nhịp này, nếu đi thì sẽ gặp ngưỡng cản khoảng vùng giá 19 đến 19.2, thì đây là cái vùng cản của PVS, thì chúng ta từ 17.9 cho là 18 đến 19, tức là cũng chỉ còn 1.000 nữa thôi. Thì với một cái nhịp tăng ngắn như thế thì chúng ta cũng không nên là đầu tư. Đối với PVD thì hoàn toàn tương tự như PVS, thì hiện tại PVD cũng đang hình thành một cái nhịp tăng mới, và rõ ràng là trong tuần vừa qua thì cái dòng tiền cũng đã được kích hoạt trở lại. Dòng tiền đã được kích hoạt trở lại. Tuy nhiên là PVD thì đang gặp hai cái ngưỡng cản rất là lớn, đấy là khoảng tại vùng giá 16.5. Tại vùng giá 16.5 thì đây là một cái vùng cản lớn, và tại cái vùng ở đây nữa là khoảng vùng 15.5, thì đấy là những vùng cản lớn của PVD. Thì chúng ta cũng sẽ phải chờ, chúng ta nên chờ, bởi vì những cái cổ phiếu mà nó đang đi vào những vùng cản lớn thì chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào nó. BVH. Đối với BVH thì đây là một mã cổ phiếu mà nó chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường. Và rõ ràng một điều là trong hai tuần vừa qua thì BVH đã hai lần chạm về vùng khoảng vùng 86 và sau đó đều bật lên. Thì vùng đây là một cái vùng hỗ trợ của BVH này, đây là một vùng hỗ trợ của BVH ở trong trong cái nhịp này, đấy là vùng 85.5, thì có khả năng là khi chạm về cái vùng 85.5 thì BVH lại bật lên. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta cũng kỳ vọng BVH sẽ không bị giảm giá quá sâu, để coi như là cũng là một cái trụ đỡ để giúp cho thị trường ổn định hơn ở trong tuần tới. Vinamilk thì Hùng cũng đã chat ở trên Zoom đấy là khi mà chúng ta có thể tham gia bắt đáy ở Vinamilk ở quanh cái vùng giá. Các anh chị có thể xem lại phiên hôm đó thì là khi mà chúng ta thấy có những tín hiệu đây quanh vùng giá 125. Thì chúng ta có thể bắt để chúng ta đánh T cộng. Thì đối với Vinamilk thì tín hiệu của ngày hôm nay đang rất là tích cực khi mà dòng tiền của ngày hôm nay khá là tốt. Và Vinamilk đã đạt lại cái vùng kháng cự mạnh, đấy là vùng giá 134. Và nếu như sang tuần Vinamilk mà đẩy qua được vùng giá 134, chạm về thì cũng sẽ xem nó sẽ chạm về vùng nào, thì sẽ chạm về khoảng vùng giá 136 đến vùng giá 137, thì đây là một cái ngưỡng cản khá là lớn của Vinamilk. Khi mà cả ba lần thì khi công phá về vùng này thì Vinamilk đều thất bại,
Nếu thất bại thì đối với những anh chị nào mà đang cầm giữ Vinamilk thì chúng ta sẽ quan sát giúp Hùng Lê ở vùng giá 136.5. Nếu tại vùng này Vinamilk không trụ được, không vượt thoát được thì chúng ta có thể ra hàng. Còn nếu tại vùng này mà Vinamilk tiếp tục tích lũy để vượt thoát thành công thì như thế là Vinamilk sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới khá là tốt. Và khi mà Vinamilk đã vượt thoát thành công vùng giá 136.5 thì đồng nghĩa với việc là thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp tăng rất là tốt, thậm chí là tăng rất là mạnh. Đối với SAB, một số các anh chị ở trên room có hỏi Hùng SAB có nắm giữ được không? Thì chúng ta có thể thấy rằng như thế này, đối với SAB thì sau một cái nhịp tăng thứ nhất thì đây là một cái xu thế tăng, một cái xu thế tích lũy. Và sau đó thì SAB có một nhịp tăng từ vùng giá 220 và lên đến vùng giá 240. Đây, SAB có một cái nhịp tăng về vùng giá 240 đến vùng, tức là cái vùng này là cái vùng tích lũy thứ hai, đấy là vùng 240 đến vùng 250. Còn cái cây nến này, cây nến xanh đẩy lên và sau đó một cây nến đỏ rũ bỏ lại hết toàn bộ những cái điểm tăng ở trước đó, thì đấy là nếu mà xem ở trên nến tuần thì chúng ta sẽ không bị nhiễu bởi cây nến này. Thì đối với hiện tại thì Hùng cũng sẽ kỳ vọng là SAB của chúng ta sẽ tích lũy ở quanh vùng giá 240, và sang tuần tới thì cùng với đà hồi phục của thị trường thì SAB cũng sẽ là một cái trụ để mà vượt đây cái vùng về vùng giá 260. Thì rõ ràng là những cái điểm Hùng phân tích ở tuần trước và những cái bản video trước thì chúng ta cũng đề cập đến SAB ở vùng giá 260, thì rõ ràng là 260 thì SAB cũng đều đã đạt được cái vùng đó. Và bây giờ thêm một lần nữa thì SAB sẽ về lại vùng 260, nhưng mà về theo cái kiểu là không không phải một cây nến thẳng xanh như thế này, mà chúng ta sẽ phải có những cây nến tăng giảm đan xen nhau, thì như thế cái lực tăng của nó mới bền vững. Đối với SAB, VRC thì ngày hôm nay Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom có thể mở điểm mua VRC nếu VRC đạt được những cái tín hiệu về kỹ thuật, ví dụ như là về giá là lớn hơn 117 và vol thì sẽ đạt được khoảng tầm từ 1 triệu cổ phiếu trở lên. Thì ngày hôm nay thì giá thì đạt nhưng vol thì chưa đạt. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng là trong một cái nhịp giảm thì VRC đã chạm về vùng hỗ trợ Fibo 61.8, đây là một vùng hỗ trợ khá là mạnh của cổ phiếu. Thứ hai nữa là dòng tiền của phiên ngày hôm nay thì khá là tốt, về giá thì đã có những tín hiệu xác lập để mua. Thì đây là những cái điểm mua một, các anh chị lưu ý cho Hùng lên những cái điểm mua này là những cái điểm mua một, gọi là những cái điểm mua đầu tiên đó. Thì chúng ta sẽ mở những cái điểm mua trong phiên ngày hôm nay, thì thậm chí các anh chị có thể mua ATC. Thì Hùng đã trong buổi sáng mình đã có chat và khuyến nghị các anh chị của chúng ta, các anh chị có thể xem lại. Đối với VTC thì đây là những cái điểm mua 1 và điểm mua 2, điểm mua 3 thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo. Nhưng mà với tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng VTC sẽ có một nhịp tăng. Và nhịp tăng này thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ ủng hộ cho xu thế thị trường khá là ok. Mansan. Đối với Mansan thì cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực khi mà Mansan đã quay trở lại được kênh xu thế sau khi mà Mansan đã bị gãy ở đây. Thì hiện tại thì Mansan đã phát lại cái tín hiệu mua ngày 8 tháng 1 và sau đó thì Mansan hiện tại đã đóng cửa ở vùng giá 81.3, tức là quay lại trở trên cái vùng trên cái kênh xu thế tăng giá. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái dòng tiền cũng đang khá là yếu và chúng ta cần phải chờ Mansan phải vượt thoát được vùng giá 81.5. Mansan cần phải vượt thoát vùng giá 81.5 và volume ở trong phiên đó phải đạt tầm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu, thì khi đó cái nhịp tăng của Mansan sẽ được xác lập mạnh mẽ hơn. Còn trên những chỉ báo kỹ thuật khác thì chúng ta thấy rằng những cái chỉ báo kỹ thuật thì cho thấy rằng Mansan đang chuyển từ pha xu thế giảm giá sang pha xu thế tăng giá, và cái việc tăng giá này cũng đang khá là tốt. Chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng ACB. Đây là một trụ của ACB. ACB thì Hùng sẽ xem ở đây. Bởi vì ACB là trên sàn HNX, vì vậy ACB thường hay có những cái trên sàn HNX thì đang thường hay có những cái tín hiệu nến khá là ảo nên là khá là khó chịu. Thì
Thì với những tín hiệu hiện tại của ACB thì ACB vẫn chưa thể vượt thoát được vùng giá 29. ACB vẫn chưa thể vượt thoát được vùng giá 29. Và cái nền giá 29 vẫn là một cái nền giá tích lũy. Vẫn là một cái nền giá tích lũy của ACB. Thì nhân tiện nói đến câu chuyện về ACB thì Hùng Lê cũng sẽ chia sẻ luôn với các anh chị, và sau đó thì Hùng sẽ ghi lên trên cái phần ghi chú, lên phần ghi chú này. Đấy là một cái phương pháp gọi là phương pháp chém cá ở trên thớt. Thì thế nào gọi là chém cá ở trên thớt? Thì khi các anh chị mua một mã cổ phiếu A, Hùng lấy đơn cử như mã cổ phiếu ACB. ACB cái lúc Hùng phân tích đấy là ACB ở vùng giá 33 sau chia, đúng không ạ? Vùng giá 33 sau chia. Vậy thì so với thời điểm hiện tại thì ACB ở vùng giá 28.9 thì Hùng cho là vùng giá 29. Nếu tính ở trên một cái mức giá 33 trừ đi 29 tức là chúng ta bị lỗ 4.000 một cổ phiếu. Tuy nhiên với cái việc là cái phương pháp chém cá ở trên thớt thì chúng ta có thể thấy như thế này. Khi mà chúng ta mua một mã cổ phiếu, nếu mã cổ phiếu đó bị lỗ thì chúng ta thứ nhất là một là các anh chị sẽ cắt theo cái phương pháp quản trị rủi ro, đấy là lỗ 7% thì chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ không quan tâm đến cái việc là bất bất biến nó là như nào. Còn cái ý thứ hai, nếu chúng ta không cắt thì chúng ta phải phân định lại cái mã cổ phiếu chúng ta mua, tức là cái mã cổ phiếu đó có khả năng hồi hay không. Đó, có khả năng hồi hay không? Hay là khi nó xuống là nó xuống cắm đầu xuống luôn. Thì ví dụ như ACB, Hùng Lê đánh giá rằng mã ACB khả năng có những khả năng có thể hồi. Đó. Vậy thì từ vùng giá 33 thì các anh chị có thể thấy là từ vùng giá 33 thì có những cái nhịp mà ACB đang hồi lại. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ phân tích thì có những nhịp ACB sẽ hồi lại ở vùng giá 27 chấm sẽ về về những vùng giá 27.5. Và từ 27.5 thì cũng có những cái điểm mà ACB đã bật lại lên được. Đấy là ở vùng giá bao nhiêu? 31.5. Đó, thì đây là cái phương pháp chém cá trên thớt. Tức là chúng ta có 1.000 mã cổ phiếu ACB thì chúng ta có thể mua thêm 500 cổ phiếu ACB ở vùng giá 27. Tức là khi chúng ta thấy có những cái nhịp hồi. Đó, và khi chúng ta mua ở vùng giá 27 thì chúng ta có thể đảo hàng ra ở vùng giá 30 đến vùng giá 31 thì chúng ta lại bán ra. Đó, thì như thế thì chúng ta vừa vừa giảm được cái giá thành của ACB, nó không nằm ở vùng giá 33 nữa mà nó sẽ về ở khoảng vùng giá 32 hoặc 31 gì đó, đúng không ạ? Vậy thì sau một nhịp như thế thì là chúng ta đã có thể hòa vốn, và thậm chí là chúng ta chỉ ra được 500 thôi thì chúng ta đang bị lỗ một tí, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chờ những cơ hội khác tiếp theo ACB về ở những cái vùng giá thấp và nó sẽ tạo nền, và sau đó thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi phục tiếp theo để chúng ta lại mua 500 mã cổ phiếu ACB nữa. Thì sau khi mà hồi lên được 1.000 hoặc 2.000 thì chúng ta sẽ bán 500 đó đi. Thì đấy là một cái cách thức mà chúng ta có một cái phương pháp mà giúp cho những anh chị của chúng ta kẹp hàng, thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp đó. Tuy nhiên cái phương pháp này thì Hùng Lê lưu ý với các anh chị là chúng ta phải phân biệt là mã cổ phiếu có khả năng hồi hay không, mã cổ phiếu đấy có tốt hay không. Còn những cái mã cổ phiếu mà khi nó đã cắm đầu cắm thẳng xuống thì nó không có cơ hội thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên ra, bởi vì chúng ta mua như thế thì chúng ta bình quân. Đây không phải là phương pháp bình quân giá xuống anh chị, không phải phương pháp bình quân giá xuống, là phương pháp chém cá ở trên thớt. Bình quân giá xuống và chém cá ở trên thớt nó là hoàn toàn khác nhau. Còn đối với tín hiệu hiện tại của ACB thì ACB vẫn đang tích lũy ở nền giá 29, và Hồng Lê kỳ vọng rằng cái nền tích lũy 29 này nó sẽ là một cái nền vững chắc để làm một cái trụ đỡ, bệ đỡ để giúp ACB có một cái nhịp tăng tiếp theo. Vietcombank, một số các anh chị có hỏi Hùng là Vietcombank có mua được không? Thì một cái điều tích cực nhất đối với mã Vietcombank hiện tại đấy là Vietcombank đang lấy lại về cái kênh xu thế tăng giá ở trước đó, tức là đang lấy lại về cái vùng giá 55.2 đến vùng giá 55.5. Tuy nhiên thì Vietcombank cũng đang gặp những cái ngưỡng cản lớn, đấy là tại vùng giá 57 và thậm chí là lên đây một chút xíu nữa là tại vùng giá 58 đến vùng giá 59. Thì đấy là những cái vùng cản lớn của Vietcombank. Thì đối với Vietcombank, nếu các anh chị tham gia thì chúng ta cũng chỉ tham gia đánh T cộng, còn nếu mà đánh lâu dài thì khi chạm đến những cái vùng cản này thì chúng ta tiếp tục quan sát những cái xu thế, những cái tín hiệu tiếp theo của Vietcombank. Đối với BIDV thì trong những bản tin phân tích trước thì Hùng Lê có đề cập đến BID là một trong những cái mã cổ phiếu đang là khá là tích cực nhất trong dòng cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên là trong tuần trước thì BID đã có một
Phiên giảm khá là mạnh. Phiên giảm khá là mạnh và hiện tại thì đang giao dịch ở khoảng vùng giá 32, 31.9 đến vùng giá 32. Thì đối với cái vùng nền này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát bit ở trong trong tuần tới. Nhưng với khả năng là sự phục hồi chung của thị trường thì bit sẽ có một nhịp tăng điểm. Và cái việc mà khi bit chạm về cái vùng giá 31.9 đến nền 32 này thì đây cũng là một cái nền hỗ trợ trong một kênh xu thế tăng của bit. Thì đối với các anh chị chúng ta mà yêu thích cổ phiếu bit thì có thể quan sát ở vùng giá 32. Nếu mà dòng tiền xuất hiện và cổ phiếu bit thì chúng ta cũng có thể tham gia đối với cổ phiếu này. Công thương, đối với công thương, đối với mã cổ phiếu công thương thì khi Hùng có phân tích ở vùng nền giá 22, ở đây, vùng nền giá 22 ở đây thì công thương có những cái tín hiệu mua và chúng ta thấy rằng là về đến vùng giá 24 thì như thế thì công thương đã sau khi mà chạm về vùng 24 thì công thương đã giảm. Thì cái việc này thì một số các anh chị lưu ý là khi chúng ta có những điểm mua tốt thì chúng ta phải mua luôn, chứ không thể là khi Hùng Lê phân tích ở vùng giá 22 mà các anh chị chờ chờ đến vùng giá 23 đến vùng giá 24 các anh chị mua, xong rồi đến lúc là mua phải ở những vùng điểm cao và sau đó cổ phiếu giảm giá và chúng ta bị lỗ. Đó, thì cái việc là chúng ta mua khi nào mua, điểm nào mua, tốt nhất thì chúng ta đấy là những điểm mua tốt nhất. Còn sau những điểm mua tốt nhất thì lúc đó sẽ không còn những điểm mua tốt và rõ ràng khi các anh chị bị chậm đi thì lúc đó sẽ có những cái rủi ro, chắc chắn những rủi ro đấy thuộc về anh chị. Và công thương trong ngày hôm nay và trong 3 ngày gần đây thì chúng Hùng Lê có thể thấy rằng như thế này. Công thương chạm về vùng giá 18. Vùng giá 18 là một cái vùng hỗ trợ, nếu mà xét về tính dài hạn thì cũng là từ năm 2015. Hùng có tính từ 2015. 2015 thì vùng giá 18 cũng là một vùng hỗ trợ khá là dài hạn của công thương ở vùng giá 18. Là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là khi chạm về vùng giá 18 thì công thương đã có những cái phiên tích lũy ở quanh vùng này và dòng tiền quan trọng nhất đấy là dòng tiền, thì dòng tiền đã được kích hoạt lại. Dòng tiền đã được kích hoạt lại đối với cổ phiếu công thương ở vùng giá này, ở vùng giá 18. Và cái phiên ngày phiên báo mua chính là phiên ngày mùng 10 tháng 1, tức là phiên ngày thứ năm ngày hôm qua thì công thương đã có một cái tín hiệu báo mua. Tuy nhiên đối với công thương hiện tại thì nó những điểm mua ở đây đang là những cái điểm mua thăm dò. Ở những cái điểm mua thăm dò chúng ta chưa thể gọi ở đây đây là những cái lực tăng mạnh được và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. Đây, ví dụ như đây, đây là một cái điểm mua tốt, điểm mua đẹp đúng không ạ? Các anh chị có thể đây Hùng Lê đang khoanh ở đây, đây là điểm mua tốt, điểm mua đẹp và thậm chí là điểm mua hết được. Bởi vì khi đó công thương đã có một nhịp tăng lên rũ toàn bộ những cái người tham gia trước trước đây, những người tham gia trước đây và nhịp này mới là nhịp đánh thật của công thương, thì đây là một cái nhịp mà chúng ta có thể mở điểm mua hết. Tuy nhiên nhịp này thì vẫn là những cái điểm thăm dò, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là điểm mua cổ phiếu cực kỳ quan trọng. Đó, điểm mua cổ phiếu chúng ta chỉ cần chậm chân thôi thì như thế là chúng ta đã bị chậm đi rất nhiều và cái cùng với đó là cái rủi ro của chúng ta đã lớn lên rất là nhiều. MBB, STB. Với MBB, thì hiện tại có một cái nền tích lũy, nhưng mà đối với MBB thì dòng tiền chưa được kích hoạt và với cổ phiếu này thì chúng ta cũng không có tham gia. STB cũng hoàn toàn tương tự như vậy, hiện tại khá là xấu. Trên room Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị cổ phiếu HD Bank. Đối với HD Bank thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng ở trong cái phiên đây. Trong phiên rất là sớm, Hùng Lê vẫn nhớ đấy là ngày 28 tháng 12, thì một số các anh chị có chat Hùng Lê thì Hùng Lê có trả lời là đối với tín hiệu hiện tại của HD Bank khi đã có những tín hiệu như này thì chúng ta có thể mở điểm mua được và có thể là một số các anh chị đã mua ở vùng giá 30 và hiện tại bây giờ 29.2, như thế là chúng ta đang bị lỗ mất khoảng 800 đồng đúng không? 800 đồng trên một cổ phiếu. Nhưng mà cái phiên ngày hôm nay, đây là một cái phiên bất thường của HD Bank. Đây là một phiên bất thường của HD Bank. Khi mà các anh chị nhìn thấy đây, khối lượng của HD Bank gần như không có nhưng giá giảm rất là mạnh thì đây là một cái ý đồ của nhà tạo lập hoặc là một cái gì đó, Hùng Lê cũng không có thể giải thích được, nhưng mà với một cái phiên giả như thế này, đây là một cái phiên
một cái phiên gọi là, nếu mà trẻ con thì người ta gọi là hù ma, để cho tất cả chúng ta đều cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà sau đó thì HD Bank, và chắc chắn là với những cái tín hiệu tại thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần HD Bank vượt qua được vùng giá 29, 29.7 thôi, vùng giá 29.7, kèm theo đó là vol, vol của HD Bank sẽ cần đạt khoảng tầm từ 2 triệu rưỡi, 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, thì HD Bank sẽ chính thức xác lập một cái xu thế tăng giá mới. HD Bank sẽ được chính thức xác lập một cái xu thế tăng giá mới, nên là các anh chị cứ hoàn toàn yên tâm. Hoàn toàn yên tâm chứ không không có sợ, không có sợ gì cả, không có sợ gì là bởi vì cái phiên như này mặc dù là giảm khủng khiếp luôn, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái khối lượng nó không có, thì điều đó chứng tỏ rằng là một cái ý đồ nào đó của nhà tạo lập đang đang diễn đối với cổ phiếu HD Bank. Một cổ phiếu nữa Hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị ở trên room, đấy là Techcombank. Đối với Techcombank thì rõ ràng đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng khá là yêu thích đối với Techcombank. Ít nhất là đã có 2 lần thành công đối với mã cổ phiếu này. Đấy là lần thứ nhất là ở đây, ở vùng giá khi mà Techcombank chạm về vùng 20 vùng giá 25 đến vùng giá 26. Vùng giá 25 đến vùng giá 26 thì Hùng có thể, đây Hùng có thể nâng lại cái hộp này lên để cho các anh chị có thể nhìn thấy một cái tổng quan của cái nền tích lũy của Techcombank ở nền giá 25. Đó, thì các anh chị thấy rằng là khi mà cổ phiếu này chạm về cái trong cái ngưỡng từ 25 đến vùng giá 26 thì cổ phiếu này bật lên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba bật lên rất là mạnh mẽ từ vùng này lên vùng giá 30. Lần thứ tư bật lên, lần thứ năm bật lên, và đây là lần thứ sáu, đây là lần thứ sáu. Thì với cổ phiếu này thì đây ngày hôm ngày ngày 19 tháng 1 là một cái ngày mà đã xác định được cái xu thế của cổ phiếu này đã phá vỡ được cái nền 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 25 đến nền 26, và Techcombank đã có hai phiên test rất là đẹp, hai phiên test rất là đẹp, và Hùng Lê kỳ vọng rằng trong tuần tới thì Techcombank sẽ có những phiên đẩy vượt thoát ở vùng giá 26. Thì như thế là lần thứ sáu Techcombank hoàn thành một cái nhịp tăng rất là ngắn, rất là dễ, rất là dễ và rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là lần thứ sáu thì Techcombank sẽ có một cái nhịp tăng và sẽ chạm về khoảng vùng giá 28. Trong nhịp này sẽ chạm về vùng 28 đã. Thì về đến vùng 28 thì chúng ta sẽ có thể theo dõi các cái tín hiệu tiếp theo của Techcombank. Thì đấy là các mã cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu chứng khoán SSI. Đối với SSI thì trong bản tin video số 40 thì Hùng Lê cũng đã đề cập đến các anh chị ở một cái nền giá, đấy là khoảng nền giá 26. Nền giá 26, và nếu tại cái nền giá 26 này mà SSI không tích lũy và vượt thoát thành công lên được thì SSI sẽ có một cái nhịp giảm. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng 2 tuần vừa qua thì SSI, thứ nhất là chúng ta thấy rằng dòng tiền nó không còn, thứ hai nữa là vùng giá thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu tích cực mà để có thể giúp cho xu thế tăng giá tiếp theo của SSI. Đối với cổ phiếu này chúng ta tạm thời chúng ta quan sát, không tham gia. Hoàn toàn tương tự như SSI thì HCM cũng hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự. Đó là gì? Đó là HCM cũng đang bước vào một cái nhịp xu thế giảm, và những cái tín hiệu trong tuần, những cái tín hiệu trong tuần thì chúng ta thấy rằng là HCM cũng chưa thực sự là tích cực. Chưa thực sự và tích cực, và cái nền tích lũy khả năng thì HCM sẽ về lại cái nền 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 39. HCM về lại cái nền 39, và tại cái nền này thì HCM sẽ tích lũy ở cái nền này, và sau đó thì vượt thoát, thì như thế thì khả năng kịch bản đó thì nó sẽ ok hơn. Lỗi quý anh chị là do tuần vừa rồi đi lên rừng nên là khả năng là đang bị cúm. VND hoàn toàn tương tự, thì VND hiện tại chúng ta cũng thấy rằng VND đang mất hết dòng tiền và tín hiệu về giá cũng không có gì đột biến đối với cổ phiếu VND. Chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu của Blue Chip, DHG. Thì đối với DHG sáng nay Hùng cũng đã chat, Hùng đã chat ở trên Zoom để khuyến nghị các quý anh chị nhà đầu tư. Đối với DHG thì Hùng nhận thấy là như thế này. Đối với DHG trong một cái nhịp tăng,
Trong một cái nhịp tăng tổng thể thì đây Hùng có thể dùng một cái công cụ rất là dễ thôi, các anh chị có thể sử dụng. Hiện tại thì vùng nền giá 80. Nền giá 80 tương đương với cái ngưỡng hỗ trợ Fibo 50%, cũng là một ngưỡng hỗ trợ khá là tốt của DHG. Và DHG khi chạm về vùng giá 75, đấy là vùng đáy mà DHG đã có những cái tín hiệu bật lên từ vùng này, thì ở vùng giá 75 thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được. Và đối với DHG thì sáng nay đã có những lúc mà DHG đã test lại ở vùng giá 76. 76 Hùng cho 76.5 đi, rất là đẹp, rất là đẹp. Khi mà tín hiệu mua thì đã được được báo đi từ ngày hôm qua, và những cái tín hiệu về trên tín hiệu phân tích kỹ thuật như đường MACD đã chuyển từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng. Xung lực dòng tiền khá là tốt, đặc biệt là tín hiệu đường MACD này, tín hiệu RSI đang hướng lên rất là mạnh, và tín hiệu của đường ADX cũng khá là tốt đối với cổ phiếu này. Thì sáng nay những anh chị nào mà đã bắt được ở vùng, thậm chí là các anh chị bắt được ở vùng giá ở cây nến thanh sân thân thân xanh đây, ở vùng giá 77.5 thì cũng là khá là ok, và chắc chắn là các anh chị đủ thế cộng, và xu thế tăng tiếp theo của HDG sẽ được sáp đập. Và DHG thì khả năng vùng đánh giá sẽ chạm lại về vùng 85. Sẽ chạm lại vùng 85 ở trong cái nhịp hồi phục này. Từ vùng giá 75 lên vùng giá 85, thậm chí là vùng giá 77. Các anh chị không 75 thì nó sẽ rất là khó. 75 thì các anh chị phải theo rất là sát ở phiên hôm qua. Còn ngày hôm nay thì có thể mua ở vùng giá 77.5. Và cái nhịp hồi phục này thì khả năng sẽ chạm về vùng giá 85. Hòa Phát, đối với Hòa Phát thì Hùng cũng đã khuyến nghị với các anh chị ở trên room đấy, ở khoảng vùng giá 30. Ở khoảng vùng giá 30 thì chúng ta canh một cái nhịp hồi phục của cổ phiếu này. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là hiện tại thì sau những cái phiên hồi phục khá là tốt ở những cái tuần trước, khi mà dòng tiền được kích hoạt trở lại, thì trong tuần này thì dòng tiền lại tiếp tục bị mất thì đây vẫn đang là những cái nền tích lũy của Hòa Phát ở quanh nền giá, chúng ta cứ cho đây đi. Chúng ta sẽ xây một cái nền tích lũy 28.5 đến nền 30, thì khả năng cao thì Hòa Phát sẽ tiếp tục những cái phiên tích lũy ở quanh cái vùng nền này để tạo thành cái đáy ở đây. Nếu mà tạo đáy thành công thì có thể Hòa Phát sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới, và ở cái vùng tích lũy này thì cũng là cái vùng hỗ trợ 61.8, cũng là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của cổ phiếu Hòa Phát. Hoa Sen thì không phân tích. BMP, đối với BMP đối với BMP thì Hùng đã có phân tích BMP ở cái vùng nền giá 55. Vùng nền 55 đến 56, ở trong cái nhịp này thì Hùng nghĩ là trong cái vùng nền 55 56 thì BMP sẽ có một nhịp tăng giá. Tuy nhiên là BMP chỉ tăng được đến đến đây là chạm đến đây là được được bao nhiêu nhỉ? 58, chỉ tăng đến đây được 58 thì là BMP lại có một cái nhịp rơi. Thì hiện tại là vùng giá 50. 50 là một cái vùng hỗ trợ. Đây các anh chị cũng có thể thấy rằng cái vùng 50 cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là ok. Khá là ok của Bình Minh. Thì đối với cổ phiếu Bình Minh thì những anh chị nào mà xác định được đầu tư lâu dài thì chúng ta có thể tham gia mua gom ở những cái vùng vùng giá này, mua gom ở những cái vùng giá 50 này, thì đánh giá BMP vẫn là một cái cổ phiếu blue chip khá là tốt. Trên phương diện phân tích kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng BMP cũng đang chớm qua những cái tín hiệu đảo chiều tăng giá. Chớm qua những tín hiệu đảo chiều tăng giá thì có thể tham gia một ít ở quanh cái vùng giá 50. 50 đến 50.5, và chúng ta sẽ kỳ vọng trong cái nhịp này thì Bình Minh sẽ đánh lại về vùng giá 58. 58 như thế là cũng khoảng đâu đó được 58, cũng là khoảng tầm độ 7 6 7 nghìn trên một mã cổ phiếu, thì đấy là kỳ vọng của chúng ta. MWG đối với MWG thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là MWG thì sẽ cái phản ứng tiếp theo của MWG sẽ như thế nào. Thì đối với MWG hiện tại thì rõ ràng là đang vận động ở trên một kênh xu thế, trên một kênh xu thế. Tuy nhiên là cái việc mà cổ phiếu này đang có xu hướng tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây.
Mô hình hai đỉnh. Và cái mô hình hai đỉnh thì cái mô hình này thì nó rất là kinh điển và rất là kinh sợ, và chỉ cần là nếu như mà MVKG của chúng ta mà bị thủng cái nền giá, thủng cái nền đâu, nền 80. Thậm chí là chúng ta có thể nâng lên cái nền này đi, cái nền này khả năng là hợp lý hơn. 75. Nếu như MVKG bị thủng vùng giá 75 thì lúc đó MVKG sẽ bị rơi rất là mạnh. Các anh chị có thể nhìn thấy cái độ đà rơi của cổ phiếu VDC hay là cổ phiếu Man San hay là cổ phiếu một số các cái mã cổ phiếu Hòa Phát, khi mà nó đã hình thành những cái đỉnh phân phối và sau đó thì nó sẽ rơi rất là mạnh. Thì đối với MVKG chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng, những anh chị nào mà đang cầm PNG. Đối với PNG thì hiện tại thì PNG cũng không có nhiều các cái yếu tố để chúng ta phân tích và để chúng ta nói. Thì với mã cổ phiếu này thì những anh chị nào mà chúng ta đang có thì chúng ta có thể canh những nhịp hồi, những nhịp lên để chúng ta có thể bán ra. Còn đối với khuyến nghị mua thì hiện tại Hùng Lê cũng không có khuyến nghị, bởi vì là nó đang bị ở những cái ngưỡng cản trên và cái xu thế hiện tại của MVKG nó cũng không là rõ ràng. Ở Novaland, Novaland thì có phân tích không nhỉ? Ok, ta cứ thử xem. Ôi, đối với Novaland thì nó cũng khá là kinh khủng, khá là kinh khủng. Đang có những cái phiên như này thì cũng khá là khó chịu. Đối với Novaland, những anh chị nào mà yêu thích đầu cơ, chúng ta có thể đặt chờ vùng giá 55. May ra mua được vùng giá thấp và có thể sau đó thì có thể là có những cây nến rút chân như này thì cũng khá là tốt. Chúng ta sẽ có lãi ngay ở trong phiên. Rốt, chúng ta sẽ không phân tích. VCG. VCG Đạm Phú Mỹ. KBC. Chúng ta sẽ phân tích thêm một cái bộ đôi KBC. KBC và ITA. Đối với KBC, KBC thì Hùng Lê cũng đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư trong cái nhịp tăng ở trước đây. Đấy là tại cái vùng khoảng vùng giá 15.2 và sau đó thì đến vùng 14.5 đến vùng 15 thì đây là một vùng cản mạnh. Thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị nếu chúng ta còn hàng thì chúng ta có thể ra hàng. Và sau ở vùng này thì Hùng đang đánh giá rằng KBC sẽ lại chỉnh lại về vùng 12.5 để bật lên. Tuy nhiên là KBC đã không chỉnh về vùng 12.5 mà sẽ chỉnh về đến vùng 13. Chỉnh về vùng 13 và bật lên. Tuy nhiên là đối với những tín hiệu hiện tại của KBC thì chúng ta cũng không cần quá phải đua theo cổ phiếu này. Hùng Lê vẫn đánh giá rằng một cái nhịp tiếp theo KBC sẽ chỉnh lại, chạm lại về cái vùng sẽ chạm lại về cái vùng hỗ trợ 13 hoặc thậm chí thấp hơn một tí, đấy là khoảng vùng 12.8. Tại vùng này thì cổ phiếu này cần phải tích lũy, cần phải có thời gian tích lũy ở cái nền này, và sau đó thì những tín hiệu tiếp theo nếu như cổ phiếu này vượt thoát lên được thì đấy mới là thời điểm tốt nhất để chúng ta mua cổ phiếu. Còn đối với hiện tại thì chúng ta không có tham gia. ITA, sau khi đã ITA thì các anh chị cũng có thể xem những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê. Khi Hùng Lê có phân tích một cái nền tảng tích lũy của ITA từ vùng giá 2.8, đây đây là một cái vùng giá 2.5 đến vùng giá 2.8, và sau đó thì ETA đã có, đây là những cái phiên vượt thoát để cho chúng ta có thể báo được những cái tín hiệu mua, và đến cái vùng 3.5, vùng 3.5 không biết là cổ phiếu này đã chạm về đến đến đâu, nhưng mà Hùng Lê đã đánh giá rằng cái vùng 3.5 là một cái vùng 3.5 là một cái vùng cản khá là mạnh, thì chúng ta có thể ra hàng ở vùng 3.5. Thì rõ ràng là trong cái phiên ngày hôm nay có khi là cổ phiếu này chạm đẩy qua 3.5, tuy nhiên giá 3.5 cũng là giá cao nhất của cổ phiếu ITA, và sau đó thì ITA có những nhịp rơi, đã có những cái nhịp rơi, và những cái nhịp rơi này thì Hùng đang kỳ vọng rằng ITA sẽ chạm về ở vùng ITA sẽ chạm về ở vùng 2.85. Thì đúng đúng cái phiên ngày hôm nay thì ITA chạm về vùng 2.85 và sau đó thì bật lên. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại thì ITA đang những tín hiệu hiện tại thì đang khá là tích cực, khi mà chúng ta thấy rằng là những cái nhịp chỉnh và những cái nhịp phân phối ra thì dòng tiền đang 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 rất là ít, đang rất là ít, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đang rất là ít, vậy thì cái dòng tiền lớn của cổ phiếu này vẫn đang còn lại, và
khi một cái dòng tiền lớn đang còn lại thì chắc chắn là cổ phiếu này sẽ đánh lên để ít nhất là những cái nhịp này thì người ta sẽ ra hàng. Vậy thì đánh lên như thế nào thì có thể là dựa vào những cái phiên mà thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu hồi phục thì nhà tạo lập sẽ đánh mồi trước, và sau đó thì một số các anh chị nhà đầu tư cá nhân sẽ theo đó sẽ mua theo. Và đến cái vùng này thì vùng 3.4 3.4 thì người ta lại bắt đầu người ta ra lại hàng, và như thế thì người ta cũng đã có một cái cách để người ta thoát được hàng ở trên cái vùng giá cao. Thì đối với ETA thì những anh chị nào mà chúng ta yêu thích hàng đầu cơ và có thể lướt lát thì có thể canh ở quanh vùng giá 3. Ở canh vùng giá 3, nhưng mà đối với Hùng thì Hùng nghĩ là khả năng thì ETA sẽ chạm lại, tức là sẽ có một cái nhịp như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Từ đây sẽ chạm về đây và từ đây thì mới đánh lên, thì như thế thì nó sẽ hợp lý hơn. Tức là như thế thì ETA sẽ chạm về khoảng vùng giá 2.9. 2.9 thì các anh chị có thể canh lại ETA ở vùng 2.9, và tại cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu của cổ phiếu để chúng ta có thể tham gia. Thì khi nào mà có những cái tín hiệu mà có thể mua được thì Hùng Lê sẽ chat lên ở trên Zoom để các anh chị có những cái thông tin để chúng ta cập nhật. Ngày hôm nay thì Hùng có khuyến nghị các anh chị quan sát tiếp mã cổ phiếu FLC, FLC và HAG, bởi vì đây là hai cái mã cổ phiếu đầu cơ. Đối với FLC thì trên Zoom thì các anh chị lưu ý là trên Zoom của chúng ta có rất nhiều các những cái thông tin tốt, bởi vì là trong tuần vừa qua Hùng Lê không có tham gia thị trường. Tuy nhiên là anh Lê Trung Nghĩa, đúng không ạ? Anh Lê Trung Chính, anh ấy đang có những cái có đây đang có những cái tài liệu của bên những cái tài liệu của bên công ty chứng khoán HSC, thì anh cũng đã share lên để chúng ta xem. Thì Hùng Lê biết là những cái tín hiệu này, tức là người ta phân tích những cái chỉ số mua bán của các mã cổ phiếu. Nếu mà khi mà cái dòng tiền lớn, cái lực mua lớn mà nó tăng lên thì thị trường nó sẽ tăng, thì đây là một trong những cái thông tin rất bổ ích mà các anh chị trong team của Hùng Lê đã cung cấp để tất cả mọi người cùng cùng có thể là mọi người một người biết, nhưng mà anh đã share lên để cho tất cả những anh chị ở trong team cùng tham gia. Như thế thì nó rất là tuyệt vời. Hoặc là ví dụ như anh Long thì anh cũng đã có những cái thông tin về FLC đó, về những cái việc là cấp phép bay của tập đoàn FLC đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là một điều tích cực, và đấy là một điều Hùng Lê cảm thấy rất là vui, bởi vì tất cả các anh chị đã có tinh thần để xây dựng một cái cộng đồng đầu tư của chúng ta ngày càng tốt hơn, đúng không ạ? Ngày càng tuyệt vời hơn, và rõ ràng là những anh chị chúng ta có những cái thông tin thì chúng ta cùng xây dựng team, xây dựng Zoom để cho chúng ta có một cái chặng đường đầu tư thành công hơn. Thì điều đó là Hùng Lê cảm thấy rất là vui khi mà các anh chị của chúng ta đã làm được những cái điều đó, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng một điều là Hùng Lê cũng không thể là các cộng sự Hùng Lê với lại cả Hùng Lê cũng không thể một lúc mà chúng ta có thể tổng hợp hết được tất cả các thông tin. Thì các anh chị có những cái thông tin thì các anh chị đã share lên nhóm, share lên Zoom, như thế là rất rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đối với FLC thì Hùng trong phiên ngày hôm nay thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là các anh chị có thể quan sát ở vùng giá 5.25. Vùng giá 5.25 là cái vùng hỗ trợ của FLC, thì khả năng trong ngắn hạn thì Hùng thấy là dòng tiền đầu cơ cũng đang bắt đầu kích hoạt lại cổ phiếu này. Xung lực dòng tiền thì đang đi lên khá là tốt, RSI hướng lên, đường MACD chuyển pha xu thế và tín hiệu ADX cũng khá là ok. Thì đối với cổ phiếu FLC các anh chị có thể quan sát ở vùng 5.25, đây là một cái nền hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu FLC. HAG, đối với HAG thì HAG đã có tín hiệu mua từ phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày 10 tháng 1. Khi mà HAG có những tín hiệu về giá và có tín hiệu dòng tiền, và trong phiên ngày hôm nay thì HAG đã tạo thành một cái HAG đã tạo thành một cái gap khá là lớn ở đây, thì khả năng thì cổ phiếu này cần phải lấp lại cái gap này trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng. Tuy nhiên là cái vùng nền giá 5.5 chấm đấy là cái vùng nền hỗ trợ khá là tốt của HAG trong trong cái nhịp nhịp đánh này.
Những tín hiệu phân tích kỹ thuật thì cho thấy rằng là cổ phiếu trên mây đang bị mỏng đi, cho thấy rằng là cổ phiếu này đang có xu thế tăng giá. Và với những anh chị mà chúng ta chưa có yêu thích cái mã cổ những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì có thể sang thứ hai tuần tới chúng ta sẽ quan sát các cái diễn biến tiếp theo của HAG để chúng ta có thể mua, chúng ta có thể mua. Tuy nhiên là cái việc mua của HAG đến thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là muộn rồi. Và chúng ta cũng phải cần chờ thêm dòng tiền với phiên ngày hôm nay gần 5 triệu cổ phiếu thì nó đang khá là ít. Dòng tiền đối với cổ phiếu HAG nó phải rơi vào khoảng tầm 9 đến 10 triệu, thậm chí là 11 12 triệu thì lúc đó mới là thực sự là mới là những cái dòng tiền mạnh. Và chúng ta cũng không ngoại trừ rằng đây cũng là những cái dòng tiền gom, những cái dòng tiền gom thì thường người ta cũng sẽ không 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 gom một lúc mà người ta sẽ gom dần dần, và khi nào người ta gom đủ thì người ta sẽ dùng một phiên để người ta đánh, nhà tạo lập sẽ dùng một phiên để đánh mạnh cổ phiếu break hẳn lên. Thì đó là cách vận động của các nhà tạo lập. Đối với cổ phiếu SGS thì cũng SGS thì Hùng cũng đã có chat ở trên room từ rất sớm. Thì đối với SGS thì cái nhịp mua đầu tiên của SGS nó nằm ở ở ngày ngày 17 tháng 12, và sau đó SGS đã chạm về cái vùng hỗ trợ ở vùng kháng cự, đấy là vùng 19. Sau chạm vùng kháng cự thì sau đó SGS đã có một nhịp chỉnh nhẹ, và phiên ngày hôm nay thì chính thức là SGS đã break thoát khỏi cái vùng 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 cản ở trong ngắn hạn, và dòng tiền hôm nay khá là tốt, khá là ok. Khi mà những cái phiên giảm này thì gần như dòng tiền nó không ra, những phiên giảm rất là khối lượng rất là bé, và sau đó dòng tiền của nhà đầu cơ, nhà tạo lập tiếp tục đánh cổ phiếu này lên. Thì đối với SGS đang bước vào một cái nhịp tăng khá là tốt, chúng ta có thể xem thử là SGS trong nhịp này có thể tăng được đến đâu. Thì về cơ bản SGS sẽ về ở vùng, đây sẽ là một cái vùng kháng cự tiếp theo của SGS, đấy tại vùng nền 20.5. Tại vùng nền 20.5. Tại vùng đây thì SGS cần phải chắc chắn là SGS sẽ có một nhịp chỉnh tiếp theo. Và nếu trong nhịp này mà mạnh thì SGS có thể đánh về vùng giá 25. 25, đấy là cái vùng mà khả năng là cổ phiếu này sẽ đánh về vùng nhịp 25 ở trong một cái nhịp này, như thế là một cái nhịp tăng cũng khá là tốt đối với cổ phiếu SGS. Rồi, ok, thì trên đây là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền, cũng như toàn bộ các cái nhóm ngành, ví dụ nhóm ngành dầu khí, ngân hàng, rồi nhóm ngành xây dựng và nhóm ngành bất động sản. Thì nhìn chung trên trên tổng thể chúng ta thấy rằng VN-Index của chúng ta, đây là biểu đồ VN-Index của chúng ta. Thì lúc đầu cái video này thì Hùng Lê đã phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta về cái tính chu kỳ, tính lịch sử. Thì đây là bắt đầu chạm chạm tháng 1 năm 2017, tạm chạm tháng 1 năm 2019. Thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng trong quý 1 của 2019 lịch sử sẽ lặp lại, đấy là sẽ có một quý tăng điểm, một quý hồi phục để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta, những ai mà đang bị kẹp hàng thì chúng ta cũng thể canh cái nhịp hồi phục này để chúng ta có thể ra hàng. Những anh chị nào mà đang cầm tiền mặt thì chúng ta có thể giải ngân để chúng ta kiếm giải ngân để đánh T cộng, để có thể là kiếm một cái nhịp T cộng ở trước trước khi chúng ta nghỉ Tết. Về nhìn ở trên xu thế tổng thể thì chúng ta thấy rằng vùng hỗ trợ 886, vùng hỗ trợ 886, 886 đã trở thành một cái vùng hỗ trợ khá là chắc chắn của thị trường. Khi mà 3 lần về đến vùng hỗ trợ này thì thị trường của chúng ta đều đã bật lên. Và hiện tại là đây là lần thứ 3 thì thị trường của chúng ta đã bật lên lại về vùng 900. Thì cái tín hiệu báo mua của VN-Index đấy là ngày ngày 8 tháng 1, ngày 8 tháng 1, thì nhìn trên tổng thể thì chúng ta thấy rằng như thế này. Dòng tiền thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền hiện tại chúng ta đang khá là yếu. Thì cái việc này nó cũng rất là dễ hiểu, bởi vì là nhà đầu tư cá nhân hiện tại bây giờ là đang ở một cái trạng thái bi quan cùng cực, đúng không ạ? Một trạng thái chán nản, một trạng thái nghi ngờ thị trường, rằng là thị trường của chúng ta thì đang rất là xấu, đúng không ạ? Nhà tạo lập thì bây giờ người ta cũng chưa
tung những cái dòng tiền lớn để cuốn thị trường vào, mà có thể nhà tạo lập Hùng đang tiên lượng là nhà tạo lập đang âm thầm để có thể gom vào những cái mã cổ phiếu tốt, những cái mã cổ phiếu cơ bản tốt, và sau đó thì họ sẽ dùng một cái nhịp nào đó để người ta đánh bật lên. Thì khi đó thì khi mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta hết nghi ngờ rồi, bắt đầu tham gia, thì đấy lại là lúc mà thị trường của chúng ta lại bắt đầu chỉnh và bắt đầu có những cái nhịp mà nhà tạo lập lại bán ra. Thì nhìn trên phân tích kỹ thuật cơ bản hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng tất cả các mã cổ phiếu, dòng dẫn, dòng trụ, dòng ngân hàng đều đã chạm về ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh rồi. Đều đã chạm về ngưỡng hỗ trợ rất mạnh, và một số mã cổ phiếu đã bắt đầu có những tín hiệu quay đầu tăng điểm, ví dụ PLX, ví dụ như GAT, ví dụ như VRC, ví dụ như Vinamilk, vân vân. Thì những cái mã cổ phiếu đó, hoặc ví dụ như Vinhome, đó, hoặc ví dụ như là BVH thì sẽ quay đầu tăng điểm, và chính những cái dòng đó nó sẽ tạo thành cái động lực để giúp thị trường của chúng ta tăng điểm ở trong tuần tới. Và Hùng Lê kỳ vọng, hoàn toàn kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp tăng trước khi cái kỳ nghỉ lễ nghỉ Tết Nguyên đán, thì thị trường của chúng ta hoàn toàn kỳ vọng có một nhịp tăng. Và cái nhịp tăng đó là có cơ sở, bởi vì rõ ràng một điều là chúng ta có thể nhìn thấy rằng trên phân tích kỹ thuật chỉ số VN Index của chúng ta thì mây đã bắt đầu mỏng đi, và đường RSI đang hướng lên, đường MACD thì đang chuyển từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng, và trên những cái tín hiệu kỹ thuật các cái chỉ số dao động khác thì Hùng Lê đang đánh giá rằng thị trường của chúng ta đang khá là tích cực, khá là ok. Cùng với đó là việc thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục thì cũng sẽ là một trong những cái yếu tố để giúp cho thị trường của chúng ta tiếp tục tăng điểm ở trong tuần tới. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà đã khuyến nghị ở trên Zoom. Thì những mã cổ phiếu nào Hùng Lê đã phân tích rồi thì bây giờ Hùng Lê sẽ không nói lại. Dòng bất động sản Hùng có đề cập đến cổ phiếu Cotecom. Đối với Cotecom thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà chạm về cái vùng hỗ trợ Fibo 50% thì Cotecom đã có một nhịp bật tăng, tức là 140 Cotecom đã có một nhịp bật tăng. Với việc là dòng tiền đã được kích hoạt ở trong giai đoạn này. Tuy nhiên ở trong anh chị có thể quan sát thấy là ở những cái tuần vừa qua thì dòng tiền nó lại đang đang bị mất hút. Thì cái việc này thì cũng rất là dễ hiểu, bởi vì là sau những cái nhịp đánh của nhà tạo lập thì sẽ có những cái phiên và sẽ có những cái cung đoạn như thế này. Và những ai mua được ở những cái vùng giá thấp ở dưới này thì đến vùng này thì mọi người sẽ ra hàng, và thị trường sẽ cần thêm những cái phiên để chúng ta hấp thụ hết cái lượng hàng đó, và sau đó thì nhà tạo lập sẽ tiếp tục đánh lên. Và Hùng Lê có khuyến nghị với các anh chị là chúng ta quan sát ở cái vùng vùng 160, xem phản ứng của Cotecom ở một vùng vùng phản ứng của Cotecom ở vùng giá 160, và nếu như có những cái tín hiệu mà Cotecom đánh vượt thoát vùng 160 với volume đạt khoảng từ 600 đến, tức là lớn hơn 500 500k, thì như thế là chính thức là Cotecom bước vào một cái nhịp tăng mới. Đấy là đối với cổ phiếu Cotecom. Cổ phiếu CTI. CTI thì Hùng đã chat ở trên Zoom cho các anh chị. Đấy là CTI thì khi đó, đây CTI thì Hùng đã chat ở trên Zoom. Khi đó là CTI ở vùng giá 24 đến vùng giá 24.5. Thì đối với CTI sau những cái giai đoạn tích lũy, và đây là một cái phiên báo mua của CTI, và CTI hiện tại thì CTI đã tăng được khoảng bây giờ đóng cửa ngày hôm nay là 26.85, tức là ở vùng giá 24, tức là tăng được khoảng 2.000. Thì đối với CTI thì không biết là trên Zoom thì các anh chị có ai nhặt được CTI không, nhưng mà đối với CTI thì đang khá là tốt, và cái lực đánh này của CTI thì như Hùng đấy đã phân tích thì khả năng CTI sẽ đánh chạm về vùng giá 30, thì đấy là thì như thế là nó cũng khá là hợp lý. Khi mà chạm về cái vùng kháng cự ở đây thì các anh chị có CTI thì chúng ta có thể canh dần, khi mà chạm gần về đến vùng này thì chúng ta có thể ra dần hàng. HBC, đối với HBC thì ngày hôm nay Hùng cũng đã có khuyến nghị trên Zoom ở các anh chị ở trong phiên sáng.
khi mà dòng tiền tập trung vào cổ phiếu HBC cũng khá là tốt, và cái vùng hỗ trợ Fibo 78.6 của HBC ở quanh vùng giá đây, ở vùng giá khoảng 15 đến 15.2 khá là tốt. Thì đối với HBC thì bây giờ điểm mua thì nó đã hơi chậm rồi, nó không còn nữa, thì khả năng trong cái nhịp này thì HBC cũng sẽ đánh một cái nhịp ngắn thôi. Đánh một cái nhịp ngắn về ở vùng giá 18. Chạm vùng giá 18 thì sẽ điều chỉnh và để xem là cái nhịp chỉnh của HBC xem chỉnh ở vùng 18 như thế nào. Và nếu như tại vùng 18 này mà chỉnh đẹp thì lúc đó mới là, và dòng tiền vào tốt thì đấy mới là cái thời điểm mà chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng hoặc là mua nhiều đối với cổ phiếu HBC. Cổ phiếu FCN, đối với FCN thì trong phiên sáng ngày hôm nay Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị quan sát ở quanh vùng giá 13. Ở quanh vùng giá 13, bởi vì khi đó thì Hùng thấy là cái lực cầu mà mua cổ phiếu này cũng khá là mạnh. Hơn thế nữa thì vùng giá 13 cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt của FCN từ năm 2014 đến năm 2018, tức là 4 năm ở vùng giá 13 thì cũng khá là tốt. Và trong năm 2019, trong năm 2018 và trong năm 2018 thì đã có một lần FCN chạm về vùng giá 13, và sau đó thì đã có một nhịp bật lên từ vùng 13 về vùng 16. Thì sáng ngày hôm nay Hồng Lê cũng thấy có những cái tín hiệu mà khá là tốt của FCN, khi mà tại vùng giá 13 lực cầu bắt khá là tốt thì đã khuyến nghị các anh chị cũng có thể xem lại HBC đây. Đấy, một số các cái mã cổ phiếu thì đã khuyến nghị đến trên đó. Thì cuối phiên thì FCN đóng trần, em gần trần 13.5. Thì như thế là một cái lực tăng cũng khá là tốt. Tuy nhiên là với việc là chúng ta điểm mua thì lẽ ra là sẽ mua trong phiên ngày hôm nay. Còn những anh chị nào mà chúng ta mà vẫn muốn mua đối với cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh 1 phần 2 thân nến xanh của cây này, tức là khoảng tầm vùng 13 13.2, khoảng vùng này thì chúng ta có thể canh lại để tuần sau chúng ta có thể tham gia để chúng ta bắt một cái nhịp hồi này của FCN cũng khá là tốt. Khi mà dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại, đây, những lực bắt của FCN đã bắt đầu quay trở lại đối với cổ phiếu này. SGS thì Hùng đã phân tích rồi. HDC, VRE thì đã phân tích từ đầu. HDC, đối với HDC thì đối với HDC thì đây là một hai bộ ba, Hùng phải nói bộ ba, HDC, VRE và DPG thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị có thể đầu tư lâu dài. Và đối với cổ phiếu này thì cái vùng mua tốt nhất của cổ phiếu này đấy là vùng giá 13 đến 13.5. Thì mình sẽ vẽ lại đây. Còn hiện tại bây giờ thì nó đã hơi nó đã lên cao rồi. Thì tuy nhiên cái việc mà cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể canh ở, đối với Hùng thì Hùng nghĩ có thể vùng giá 14 cũng được, giá 14 có thể canh để tham gia. DPG đây, đây cũng là một mã cổ phiếu trong cái bộ 3 thì Hùng Lê đánh giá rằng đang đang có những cái nhịp tăng khá là tốt khi mà Hùng phân tích ở vùng giá 45. Thì hiện tại bây giờ đã là vùng giá 56.7, các anh chị có thể xem lại những bản tin video phân tích mã cổ phiếu này trước đây của Hùng Lê. Thì hiện tại thì cổ phiếu này không còn điểm mua nữa rồi, khi mà trong hai phiên cuối tuần vừa qua thì cổ phiếu này đã có hai cái phiên chạy nước rút rất là mạnh, rất là tốt. Và cái việc mà cổ phiếu chạy nước rút như này thì khả năng thì trong tuần tới thì sẽ tiệm cận về vùng 60, và tại vùng 60 này thì cổ phiếu khả năng sẽ ngừng nghỉ, sẽ nghỉ giống như một cái nhịp ở đây, cổ phiếu nghỉ nghỉ tích lũy, và để sau đó thì sẽ có những cái nhịp tăng tiếp theo hay không thì chúng ta sẽ quan sát những cái vận động của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 60. HD Bank, Techcombank cũng đã phân tích rồi, PLX, OI, PBB, BSR đã phân tích rồi, hàng không, HVN, ACV và VDC. Thì đối với VDC thì Hùng đã phân tích lúc nãy, và VDC thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở trong Zoom sáng nay những cái điều kiện để có thể tham gia cổ phiếu VDC. Đối với HVN và ACV thì HVN Hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị từ tuần trước đó, HVN. Đấy là trong cái phiên đây, trong cái phiên ngày
Ngày mùng 2 tháng 1, ngày mùng 2 tháng 1 thì cũng đã khuyến nghị các anh chị khi mà HVN đã có những cái tín hiệu ở quanh vùng giá 34.5. 34.5 để chúng ta có thể tham gia ở vùng 34.5 thì hiện tại là HVN đã có một cái nhịp đánh mà như thế này thì đang khá là tốt rồi. Anh chị chờ xem này, chúng ta sẽ thử vẽ một cái đường kênh xu thế để chúng ta xem là HVN đã bung được qua đường kênh xu thế chưa. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp đối với cổ phiếu HVN. Cực kỳ đẹp đối với cổ phiếu HVN khi mà HVN đã bung khỏi kênh xu thế. Và thứ nhất là trong phiên ngày hôm nay, trong phiên này các anh chị có thể xem lại ở trên Zoom thì Ung Lê đã khuyến nghị các anh chị cổ phiếu HVN. Và chính cái điểm ngày hôm nay chính là cái điểm bẻ gãy pha xu thế đối với cổ phiếu HVN. Và đối với các anh chị mà chúng ta mà đang nắm giữ và mua được cổ phiếu HVN thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ, bởi vì là HVN đã bước vào một cái kênh xu thế tăng giá mới, một cái kênh xu thế tăng giá mới khi mà dòng tiền được kích hoạt. Và chúng ta sẽ chờ ở trong tuần tới khi mà HVN tích lũy thành công ở nền giá, chắc chắn là sẽ cần thêm một hai phiên thậm chí là 3 phiên tích lũy ở quanh vùng nền 37, và sau đó thì sẽ tiếp cận lại vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn, đấy là khoảng vùng đỉnh 41.41, khoảng vùng 41 đến vùng 41.5. Thì đấy là cái cách thức vận động của cổ phiếu này. Thì ông Lê đánh giá là HVN là một cổ mã cổ phiếu đang khá là ok, khá là tốt. ACV Hùng cũng đã khuyến nghị trên Zoom có các anh chị trong cái phiên này, đấy là tại cái vùng khi đó thì tại vùng 87. Hùng khuyến nghị các anh chị ở khi đó ACV ở vùng giá 87, ở vùng giá 87, vì khi đó mình thấy có những tín hiệu về bản chất. Thực ra ACV chúng ta cần phải mua sớm hơn, là phải mua ở trong những phiên này. Trong cái mua ở trong những phiên này đó là tại vùng giá 81, và phiên này là phiên mua điểm mua 2 của ACV. Thì đối với hiện tại đối với cổ phiếu ACV thì ACV đã vượt thoát thành công cái nền cản của ACB, đấy là khoảng vùng giá 88. Vùng giá 88, và với tín hiệu dòng tiền hiện tại thì hoàn toàn chúng ta kỳ vọng rằng ACV trong nhịp này sẽ đánh về vùng 100 đến 101 trong ngắn hạn đã. Trong ngắn hạn thì sẽ về ở vùng này, và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo của ACV. Hàng không VTC thì cũng đã phân tích rồi. ACV, SKG. Đối với SKG thì cũng sẽ xem lại xem SKG. Đối với SKG thì cũng có khuyến nghị các anh chị ở quanh vùng giá 17 đến 17.5 đúng không ạ? 17 đến 17.5, cứ chi 17.5 đi. 1 phần 2 thân nến xanh ở trước đó. Tuy nhiên là sau đó thì SKG đã có một cái nhịp giảm và lại tích lũy lại ở vùng nền đáy. Thì đối với cổ phiếu này chúng ta vẫn có thể tham gia nếu những anh chị nào đã mua ở vùng nền trên này thì có thể tham gia ở vùng này nữa, tức là có thể mở tiếp những cái điểm mua của SKG ở quanh vùng 16.5 quanh vùng 16.5, và chúng ta sẽ đảo hàng nếu mua ở vùng 17.5, và chúng ta sẽ mua ở vùng 16.5, và chúng ta sẽ dùng phương pháp là chém cá tiến thớt để chúng ta có thể đảo hàng cổ phiếu này. Đối với SKG hoàn toàn có thể đảo hàng. PC1 đối với PC1 PC1 thì ở vùng giá 23.5 thì sau đó PC1 đã có một nhịp tăng và sau đó thì có một cái nhịp giảm khá là mạnh. Hiện tại đang đóng cửa vùng giá 22.8 thì đang bị giảm một tí. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng chúng ta cũng thể quan sát lại rằng là trong những cái nhịp giảm này thì PC1 đang có gần như PC1 đang bị mất thanh khoản, PC1 đang bị mất thanh khoản, và chính vì vì như vậy thì khả năng là PC1 sẽ có sang tuần tới thì PC1 sẽ đánh lại về cái vùng 23.5. Đối với PC1 thì những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ ở PC1 thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Hòa Phát rồi, DHG phân tích rồi, Vinamilk phân tích rồi, HCHAG, FLC rồi, Sam.
Đối với Sam thì Hùng cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị ở trên Zoom. Sam thì là một mã cổ phiếu đầu cơ cũng khá là mạnh. Khi đó thì Hùng có khuyến nghị các anh chị Sam ở vùng giá 6.75 đến vùng giá 6.8. 6.75 đến 6.8 thì hiện tại là cổ phiếu Sam đang có được những cái nhịp tăng khá là tốt, và với những tín hiệu hiện tại thì khả năng Sam sẽ tiếp tục tăng giá và Sam sẽ chạm về khoảng vùng giá 7.3. Thì những anh chị ở trên Zoom, một số có hôm nay Hùng có hỏi thì có một số anh chị có trả lời là có bắt được Sam. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là ở Sam thì sẽ ở vùng 7.3, thì chúng ta sẽ lưu ý để chúng ta có thể thoát thoát dần, bởi vì đây là một mã cổ phiếu đầu cơ. Khi mà cái lượng mà khi mà nó mà xuống thì nó sẽ xuống rất là nhanh và rất là mạnh, vì vậy nên là chúng ta sẽ không kịp để chúng ta hiện thực hóa lại cái lợi nhuận của chúng ta. Thì trên đây là bản tin phân tích tổng hợp nhận định thị trường tuần từ 14 đến ngày 18 tháng 1 năm 2019. Thì về cơ bản Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng rằng sang tuần tới thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp hồi phục, và một cái nhịp hồi phục trước cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của chúng ta. Và đây đây là một cái cơ hội để những ai còn có thể kẹp hàng thì chúng ta canh những cái nhịp hồi, để chúng ta canh cái nhịp tăng này để chúng ta có thể thoát hàng hoặc là chúng ta giảm tỷ trọng. Và ai đang cầm tiền mặt thì chúng ta có thể giải ngân. Trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ sáu thì Hùng đã chat ở trên Zoom khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể giải ngân và canh thủ, có thể mua những cái mã cổ phiếu tốt, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích rất là sớm và phân tích rất là nhiều, để chúng ta có thể đón đầu một cái nhịp tăng của thị trường. Và các anh chị cũng vui lòng đăng ký kênh trên kênh YouTube. Hiện tại thì chúng ta cũng đã có được lượng người xem cũng tương đối là ok. Còn cái lượng người đăng ký thì hiện tại đang được khoảng hơn 1.000 lượt đăng ký. Thì các anh chị xem xong thì chúng ta nhớ đăng ký kênh, like và ủng hộ kênh, cũng như chúng ta có thể tham gia ở trên kênh trên fanpage của kênh Facebook và trên Zalo. Những anh chị nào mà chúng ta chưa add Zalo của Hùng Lê thì các anh chị có thể add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968 279 555 để chúng ta có thể tham gia team, để cùng đồng hành với team và cùng chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trên chặng đường đầu tư. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một cái nhịp đầu tư thành công, để chúng ta có thể là những ai mà đang lỗ một tí thì có thể gỡ gạc, và những ai mà đang cầm tiền mặt thì có thể canh một cái nhịp đầu tư mới để chúng ta có thể thành công hơn. Và đối với những anh chị nào mà chúng ta ở phiên ngày hôm nay mà chúng ta chưa có thể cơ cấu được thì các anh chị có thể canh ở phiên thứ hai tuần tới, thì có thể đấy là những cái phiên mà chúng ta có thể canh để mua những cái mã cổ phiếu tốt. Và trong tuần, những cái mã cổ phiếu mà có tín hiệu hàng ngày, những cái mã cổ phiếu có tín hiệu thì Hùng Lê sẽ chat lên ở trên Zoom của chúng ta để chúng ta có tham khảo. Còn cái quyết định mua hay bán thì cái việc đó là quyết định của quý anh chị nhà đầu tư. Đó, còn cái kênh của chúng ta đấy là một cái kênh thông tin để tất cả anh chị em của chúng ta cùng cùng tham gia, cùng chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm lên đó để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng một tốt hơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong những bản điểm tin tiếp theo.